Liên hoan phát thanh truyền hình Hà Tĩnh lần thứ 28 năm 2024 đã thu hút sự tham gia của 20 đơn vị với 90 tác phẩm dự thi. Với các thể loại như gương người tốt việc tốt, phóng sự dài, phóng sự ngắn, phim tài liệu, phóng sự dài kỳ, chương trình ca nhạc, kịch truyền thanh, v.v. Các tác phẩm đã bám sát dòng thời sự, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của những người làm báo đối với sự phát triển của tỉnh nhà, với nhu cầu thông tin và giải trí của công chúng. Từ những vấn đề nóng, dư luận đang quan tâm, đến những câu chuyện nhẹ nhàng, giàu cảm xúc, các tác phẩm vừa định hướng dư luận, vừa kiến tạo những giá trị nhân văn và truyền cảm hứng sâu sắc, đã mang đến kỳ liên hoan nhiều màu sắc, tạo nên một sân chơi nghiệp vụ hấp dẫn, chất lượng. Phim tài liệu thì nói về người lính quái của chiến tranh, người này đã hy sinh để lại một cái tập thơ rất là ấn tượng. Thì quá trình làm phim thì khá là công phu và vất vả. Nhưng mà bên cạnh đó thì ekip làm phim bị hậu kỳ, vì là cái trang thơ cho nên cái hậu kỳ là rất quan trọng, thì được phối hợp rất là chặt chẽ và đưa lại cái thành quả tốt đẹp tốt đẹp. Bản thân tôi cũng là luôn luôn tìm tòi học hỏi cũng như là cái để mà đi sâu sát cũng như là tìm hiểu những cái chú tâm của cái nhân vật về cái các cái tư liệu của Bác Hồ. Đấy, cho nên tôi cũng đã là dành thời gian tâm huyết rất nhiều về cái tác phẩm này. Kỳ liên hoan phát thanh truyền hình Hà Tĩnh lần thứ 28 có một số thể loại được đánh giá là khó. Tác giả cần có chuyên môn sâu, có vốn sống phong phú, có chiều sâu văn hóa như là phim tài liệu, kịch truyền thanh. Thế nhưng tại liên hoan, nhiều nhà báo trẻ của HTTV đã đạt giải cao như các tác giả của các tác phẩm phim tài liệu, nhật ký bằng thơ, trả nợ rừng xanh, hay như kịch truyền thanh khi bão đi qua. Kịch truyền thanh biển bạc là những tác phẩm được ban tổ chức, ban giám khảo đánh giá cao về nội dung và hình thức thể hiện. Phim tài liệu trả nợ rừng xanh, câu chuyện có thông điệp rõ ràng, có cách kể chuyện tự sự của nhân vật kết hợp với phần hậu kỳ hiện đại đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Vừa qua tôi đã vinh dự nhận được giải A với bộ phim tài liệu Trả nợ rừng xanh. Là một thể loại phim tài liệu tôi không sử dụng lời binh, chỉ sử dụng hình ảnh âm thanh, nên cái khâu hậu kỳ thì là nhiều ngày ròng rã, quá nhiều lần chỉnh sửa thì mới có được một tác phẩm hoàn chỉnh. Tuy nhiên những khó khăn liên tiếp khó khăn, nhưng mà từ bộ phim này thì tôi cũng đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho quá trình làm báo của mình sau này. Dày công tìm tòi để phát hiện vấn đề mới, không ngại dấn thân, không ngừng sáng tạo, không nề hà hiểm nguy, lao động nghiêm túc, chỉn chu trong từng khuôn hình, góc máy, câu chữ và xử lý hậu kỳ công phu. Mỗi tác phẩm mang đến liên hoan là một câu chuyện về niềm yêu nghề của đội ngũ làm báo nói, báo hình của tỉnh nhà. Đặc biệt, nhiều tác phẩm truyền hình với đề tài mới cùng xu hướng làm báo hiện đại đã mang đến luồng gió mới cho liên hoan phát thanh truyền hình Hà Tĩnh lần thứ 28. Với 60 giải được trao cho các tác giả, trong đó có 3 giải A, 14 giải B, 22 giải C và 21 giải khuyến khích, liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh năm nay có sự đồng đều và đa dạng trong các thể loại cũng như chất lượng nổi trội của một số thể loại chủ lực. Nhiều đơn vị tham gia ở nhiều thể loại như đơn vị Công an tỉnh, Trung tâm Văn hóa Truyền thông huyện Kỳ Anh, Hương Sơn cho thấy sự tâm huyết, đầu tư của các đơn vị trong từng tác phẩm. Liên hoan phát thanh truyền hình năm nay tuy số lượng ít hơn so với cả năm trước, nhưng mà chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, nhất là một số thể loại chủ lực như phóng sự ngắn, gương người tốt việc tốt. Một số thể loại khó làm do điều kiện ekip đông, đầu tư cao, tốn kém nhiều thời gian công sức, nhưng mà năm nay đã chiếm số lượng lớn tác phẩm tham gia và chất lượng khá tốt như là kịch truyền thanh, phim tài liệu. Và chúng tôi cũng rất là ghi nhận một số đơn vị ngành phối hợp đã có số lượng tác phẩm tham gia đông và chất lượng khá tốt như là công an, biên phòng, rồi một số trung tâm văn hóa truyền thông huyện thị, đặc biệt là công an. Các bạn đã tham gia ở hầu hết các thể loại, cả phát thanh và truyền hình, kể cả những thể loại khó như là kịch truyền thanh, phim tài liệu, phim ca nhạc, phóng sự dài. Mặc dù các bạn không chuyên nghiệp, nhưng mà cách thể hiện của các bạn lại rất là chuyên nghiệp. Tất cả đã tạo nên một cái kỳ liên hoan, một sân chơi nghiệp vụ thực sự ấn tượng sâu sắc và khó quên. Liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 28 năm 2024 đã để lại nhiều dấu ấn qua các tác phẩm tham dự. Điều đó cho thấy năng lực, sự trưởng thành hơn với nghề qua sân chơi nghiệp vụ. Sau mỗi kỳ liên hoan là những trải nghiệm quý giá, là tinh thần giao lưu học hỏi từ các đồng nghiệp, là động lực để những người làm báo nói, báo hình Hà Tĩnh ý thức sâu sắc hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để tiếp tục cống hiến, đam mê với nghề.